Anh, hôm nay chỉ tiêu giờ nếu em chốt được đơn online 2 cây mai là có thưởng không? Có. Có ha. Con thịt bịch bánh cân trộn. Rồi giờ em sẽ gọi em chốt đơn đây mọi người ơi, cho nó có không khí, nói chứ mỗi người góp một chút sức vô để mình giải phóng cho nó vui nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ gọi cho cô này em chốt đơn nha. Có cô bên Mỹ. Cô bên Mỹ nhắn, giờ em sẽ gọi video. Anh Phong ơi, phụ chốt đơn chia anh Phong ơi. Mở mic. Phụ một cái chốt đơn 2 cây mai bên Mỹ đi, anh em mình chia ha. Ok. Đây. Gọi video call luôn mấy triệu nè. Anh cầm đi. Giờ cô khách này là cô bên Mỹ. Cô muốn mua 2 cây mai để cô dâng lên chùa. Rồi bây giờ cô đang muốn coi để coi mình còn cái mai thế nào để cô mua nè. Ok. Đó. Gọi được chưa? Gọi mở loa ngoài chưa? À con chào cô, à quên em chào chị. Dạ em xin lỗi, em chào chị. Chị ơi chị thấy bên em đúng không? Thấy Phong sơ. Dạ chị khỏe không chị? Dạ khỏe em. Dạ. Đơn Phong lựa cho chị cây nào đẹp nhất ở đây. Cây này được không chị? Lựa đi chọn cây nó đẹp á. Đó. Nè em lựa cho chị nha. Được không chị? Mình tổng hợp lực mình chốt. Rồi. Em coi đi cái nào đẹp thì mình lấy. Tâm ơi Tâm, dạ, nhìn dạ. Phút mai cái Tâm gọi đi đó chị coi nó, chị coi thấy được không? Cầm đi em, anh đi em. Đây được. Đây đây nè, cây này là ok nhất đó chị. Một cây ha, để em đánh dấu ở đây, em đánh dấu ở đây rồi kiếm cho chị thêm một cây nữa. Một cây nữa anh. Cây nữa hả? Dạ anh qua phụ khiêng giùm em cây đó cho chị đi. Một cây nào mà cũng bằng cái độ cao vậy đó cho nó cân. Chị cái này được không chị? Không mà được cái này. Mà được cái này. Coi cái nào nó tương xứng với cái. Dạ. Nó tương xứng với nhau. Dạ. Để em lựa gốc đẹp không. Cho. Kiếm cái khác. Để coi coi câu này cây nào đẹp hơn không? Dạ tại vì thường á là mình ông bà cô chú anh chị biết không, là tại vì nếu mà khách mà đặt online á là mình ở đây là mình phải lựa cây đẹp nhất luôn. Còn nếu mà khách tới trực tiếp ở đây thì tùy mỗi người thích một kiểu. Mỗi người thích một thế này thế kia. Đó, nhưng mà khi mà đặt online lúc nào mình ưu tiên là chọn đẹp nhất cho khách. Tại vì cái tâm lý mua hàng online là hả mình hay sợ là nhìn hình thì đẹp mà về nhà thì không đẹp đó. Mình cũng thường bị mua hàng vậy cho nên là mình biết rồi. Dạ. Cho nên online là ưu tiên là đẹp nhất, cao nhất, to nhất luôn. Đó, giờ tụi em lựa thêm một cây nữa. Dạ. 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 Đẹp giống em hả chị? Đẹp giống anh Phong nói đẹp giống anh Phong được không chị? Không thấy thì cái này chị. Đâu? À mà Út cũng đang chốt đơn. Cái cây này là ok nhất. Đúng hả? Rồi, cây này ok. Cây này đó là một cây rồi, thêm một cây nhưng nữa. Mà cây này. À, nếu mà gốc gốc to cái này chốt rồi. Cái nào? Cái này chốt rồi. Cái này chốt rồi hả? Cái này là chốt rồi, cái này là để chị ấy rồi, chị bên giao bên Đồng Nai rồi. Đó mọi người thấy không? À, nói chung là bây giờ chốt đơn là nếu mà ai chốt trước là được cây đẹp trước. Đó. Tại vì bây giờ tụi em cũng còn hai mấy cây thôi mà những cái cây mà nó đều rộng là ai nhìn là cũng thích liền. Nhìn nó đập vô mắt là đẹp liền, là chốt liền à. Cây này thì sao? Không, cây này lùng quá. Không được. Cây đó lùng hơn hả? Không, không cây, vì em cây thấy này, cây này là tương xứng nè. Cây này là bông ít nè. Em thấy cây này tương xứng. Đúng rồi, cây này. Cây mà không, cây bên đây nè. Thì cây này là một cây rồi, thêm một cây nữa. Đây thêm một cây nữa. Ôi, cây này cũng được nè. Cây này được không chị? Cây này cũng hay nè chị nè. Đâu anh quay cho chị dễ coi coi, anh quay xa xa cho chị thấy cái thế cây á. Được không? Dạ được không chị? Cây kia đâu? Cây kia đâu? Cây kia là ở đây. Cây kia đây. Đó. Đó, cây kia đó anh Phong đang đang quay cho chị coi đó. Cây này thế đẹp nè. Cây này nó đều, nó đều mà nó rộng nữa. Tán nó đều lắm.
nụ nó cũng to nữa. Nè, gốc nó nè chị. Có một hai bông là nó nhú nhú vàng lên rồi, vài bông nó nhú vàng lên rồi. Đó chị. Giờ về tưới nước là nó nhanh lên lắm. Rồi, dạ, một cây này ok. Còn cây đằng rồi, đây sao một ta? cây này em thấy là ok nè. Này, nó chiều cao cũng vừa ha. Mà cái gốc. Cái gốc. Đó, quay từ gốc tới ngọn luôn cho dễ coi. Dạ, em chốt cây đó đó. Dạ. Em chốt luôn, xong em xin thông tin chị luôn. Dạ. Vậy là mình chốt hai cây này chị, em thấy là cũng được mắt đó. Dạ, cũng may là hồi nãy kết nối được Facebook của chị, kết bạn với lại Facebook của chị nên là chị em nói chuyện dễ. Cái... Dạ để em lấy cái đồ em. Đây này chị. Đây ok. Dạ. Anh Phong ơi, đợi chút. Đang chị đợi xíu nha chị. Đây nè anh. Cây dạ. này chốt rồi nha. Cây này em chốt rồi. Dạ một cây này. Với lại cây này. Cây số 25. Rồi khiến ra đi. Dạ. 25 với cây số 20. Rồi khiến ra đi. Rồi. Ôi cây số này sao? Sao số 4? Số 4 sáng bị bom hàng hả? Rồi về cây số 4 đi. Cây bom hàng hả? Cây này đẹp nhất luôn á. Đúng rồi. Này em cầm cho. Ghi thông tin đi rồi kéo đi. Chắc ai mà bom hàng cây này nhìn sẽ tiếc lắm ạ. Dạ. Vậy thôi khiên ra luôn đi để đánh để khiên ra khi đi rồi. Để anh like. Cây đó là chốt cho chị hả? Dạ đúng rồi, cây mà bị bom hàng á là cây đẹp nhất luôn á. Đây. Ủa tao bơm á hả? Dạ đúng rồi, hồi sáng ảnh like bị bom hàng. Trời kỳ vậy. Dạ. Nhiều người đặt cho vui hoặc là nhiều khi vô phá á chị. Kệ đi. Cây đó sao anh? Anh lai ha. Chung. Đây, một cây này. Định quán. Đây là nè tụi em nếu mà giấy to là tụi em còn 5 cây. Nè chị coi nè. À, cây này được nè. Này được nè chị. Nó được á. Anh an tâm khi giùm em một cây này rồi đúng không? Thêm một cây này nữa đi. Cây này nữa đi. Đó. Đó, cây đó. Để cho chị coi hai cây. Ủa có người hả? Còn cây này. Đâu rồi, vậy hai cây chị Dina là hai cây nào? Cây này. Vậy để riêng ra, nãy em nhìn bên đó em không thấy. Vậy là còn cây này đúng không? Đúng rồi. Cây này đây. Vậy anh đưa thử cây đó hoặc là cây này cho chị coi. Hai cây đó chị Tina luôn hả? Vậy là còn chậu này. Vậy anh Tâm để giùm em cái cây này xích qua, nhưng mà cái cây này bị cao so với cây này. Nhìn nó không có cân. Để coi kiếm một bông. Đây ý là chị muốn coi hai cây kế bên nhau có cân. Chị nè, con đang quay con đang gọi cho cái chị bên Mỹ á, chị đang muốn lựa. Chị chốt được hai cây mai cho chùa rồi, giờ chị coi thêm bông giấy. Dạ. Dạ. Bà ngoại mấy hôm nay cũng ra suốt luôn mọi người ơi. Mấy hôm nay. Hai cây mai. Dạ. Chờ xíu. Dạ, để cho chị coi thêm hoa giấy nữa. Đây là cây nè, cây hồi nãy chị coi là cây này nè. Đó. Cây này với cây này phải không em? Với lại cây này, để chị coi. Cây này thì nó bên phải nó nhỏ hơn á chị. Cây bên phải thì nó nhỏ hơn. Ủa, nếu mà chốt thì để riêng ra luôn. Ừ. Cây nào chốt rồi đâu? Ai chốt? Em thì chốt chính giá. Ủa, nếu vậy em để riêng ra. Đó, ngoại thấy không? Bây giờ là dành nhau để lấy luôn rồi ngoại. Ôi, hôm qua là ngoại lo lắng lắm nha mọi người. Hôm qua cả gia đình ra đây luôn để coi con rể buôn bán sao. Hôm nay là được ha ngoại ha? Hôm nay... Dạ, cái này, dạ. Không, cây này nó hơi cao ha. Cây bên trái thì nó hơi cao so với này. Vậy còn cây này nè?
đâu để chị coi coi. Cây đó lùn quá. Cây này thì cây nhỏ. Cây này được. Đó, ba cây nào? Trung tâm cho. Cây này với cây này cặp nè. Đâu đâu vậy? À, anh Út để kế bên nhau giùm em đi. Đây nè. Để con cặp xuống rồi. Cây đó với cây này. Cây này lùn quá. Để cây này nè, cây này nè, cây này chắc nữa. Cặp chỉ còn cặp này là xứng thôi, hết rồi đó. Tụi em hết luôn rồi. Em hết luôn rồi chị. Có cái này thì hơi cao. Dạ đúng rồi, cái này thì nó cao. Cái này thì nó rậm, cái này thì nó thưa hơn. Nhưng nói chung là giờ hết hàng. Ủa còn cây trên kia ta? Cây trên kia, cây này là ai chốt chưa? Cây kia chốt rồi, còn bốn cây này thôi. Ủa cái kia là chốt luôn hả? Vậy là hết rồi mọi người ơi. Ủa ăn chốt rồi đó. Bé Ngân để chốt hàng. Ủa Ngân ơi, Ngân mua nhà em hay là em mua khách mua? Em mua của em. Vậy hả, mình nhường lại được không? Khách. Chị bên Mỹ. Không nói chứ là thôi, em lựa rồi thôi. Nói chị cũng tin Ngân nè. À chị này cũng tin Ngân nè. Có nhường ở chị được không? Chị bên Mỹ. Thôi mà nói chứ chị cứ coi đi, 4 cây coi chị. Hai cây này cũng xứng. Cây này đẹp quá, Ngân chọn rồi chị ơi. Bé Ngân này đã đi trước Ngân kia một đoạn đường em rồi. Từ lúc 7 giờ em chọn từ tối là nghĩ là giờ mới bỏ riêng ra thôi chứ chọn trước rồi. Chị ở bên Mỹ chị mua tặng người thân hả? Chị mua tặng chùa. Chị dâng lên chùa. Bây giờ mới thấy cái sự hot hàng á mọi người. Bây giờ là ai chốt trước là có trước. Bây giờ là nói chung hiện tại hàng ở đây là chỉ còn một cây cao. Đó, một cây thấp hơn là chị thích nè. Đó, cây này thì nó hơi thưa hơn. Cây này là loại nhỏ. Đó. Em lấy cây này cho chị đi, cái cây này. Dạ. Cây bên trái. Cây bên trái cây này ha. Tại chị biết sao không, cái độ cao á mình điều chỉnh được, nó có thể lên được. Mình chủ yếu là mình nó có nhiều nhánh hay là cái thế của cái gốc á mình thích thôi. Nó nhiều nhánh thì sau này nó ra rộng thôi. Cái này cũng nhiều nhánh chị, nhưng mà tại vì nó đang mọc cao á cho nên cái độ ngang nó hơi bị thiếu. Sau này mình tỉa bớt cái độ cao đi là độ ngang nó sẽ xòe rộng ra. Bông đó hết rồi, bông đó hết rồi. Vậy em hốt chị hai cây này nha, để ngoài kia đang có người vô nữa kìa. Lấy ra đi. Dạ để em lấy ra. Anh Út ơi, anh Út ơi, chốt đơn hai chậu tiếp luôn. Hai chậu này luôn đó. Dạ. Dạ đây chậu này, chậu này. Ủa? Em chốt nhà em lỗ sao? Em chốt khách của chị bên Mỹ đàng hoàng nè, anh coi chị bên Mỹ đàng hoàng. Chị Dương Nicky ở bên Mỹ dâng cho chùa. Chị mua hai cây mai với lại hai chậu bông giấy. Cảm ơn chị nhiều nha. Đây để em quay anh Khương đi cho chị thấy. Cảm ơn chị nhiều. Phải là cảm ơn chị là khách hàng không hay là coi chừng bé Mai nó mua cho về nhà không á. Trời. Ủa không, nó thiệt. Mà buôn bán mà chị là mua từ bữa mấy em mới xuống hàng lận á mà dạ. Phương giờ cho xứ lạ nói không có ship được. Cho nên ship đâu chị? Đến hôm nay mới nhớ tới bé Thảo mới gọi cho bé Thảo. Ship đâu chị? Hả? Ship qua Đồng Nai á. À Đồng Nai. Chùa Đồng Nai. Sáng mai mình có chuyến lên gần đó. Dạ, dạ. Ship qua Mỹ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Thì đang book một chiếc xe tải để đi giao một lượt luôn. À, với Long Khánh dạ. Luôn. Dạ. Dạ tại vì book chiếc xe tải đi, mình đi vậy đi rồi mình trả tiền xe tải. Mình gom lại gom đơn. Dạ, tụi em gom đi cho bớt chi phí đi. Nói nghe nè. Dạ. Nói nghe nè. Lấy dạ. Cho mình một hộp yến loại 4 triệu á, đặng mình cho mẹ mình luôn. 100 gram á. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Với lại hỏi nấm bi cây hộp táo bao nhiêu ạ? 6 trái. Dạ. Dạ. Quá trời luôn. Nấm bi ơi. À, còn táo 6 trái không? Chốt dạ, cho chị này một đơn luôn. Dạ con à. Cái tay chị run luôn. Em cầm cho này tội nghiệp khổ cả tiếng đồng hồ rồi.
Đó, chốt cho chị 6 trái táo nữa. Rồi, là chị hai hai cây này. Dạ, em cảm ơn, con cảm ơn ngoại. Ngoại đâu? Ngoại ai? Chị. Chị dạ? Chị Dương, Dương Nicky ở bên Mỹ. À, đâu biết chị đâu. Tên Ngân nha. Chị tên Ngân luôn, dạ. Cùng tên với bà Ngân chị luôn. Ủa, chị có ủa, dạ, đây, 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 không, bên chị này. Đây. Bên này là ngoại. Đó. Dạ. Không. Đây. Ủa, quay trước hay quay sau vậy? Dạ, em chào chị. Sau. Chào chị Ngân. Đó, bây giờ. Dạ em chào chị. Ủa nãy giờ em tưởng chị Mai quay mặt chị Mai. Đâu có, quay em chứ, quay camera trước cho nó sắc nét chứ chị dạ. Coi. Đó, bây giờ là hai cây giấy của chị nè, em sẽ để chung với lại Lựa chị hổng. Lựa chị hộp. Ngon ngon với nghe bé. Ngon nè. Dạ. Dạ sao, em nghe. Sao chị? Đợt em giả chị ở bên Mỹ chị bực bội lắm đó nha. Giả chị bên Mỹ là sao chị? Ngân của bên Mỹ về à? Ngân của Mỹ về. Trời ơi, Việt Kiều Mỹ. Mấy biết rồi nên năm bảo để em giải cái gì. Việt Kiều Mỹ. Cái clip mà đợt em đi Bình Dương đúng không chị? Việt Kiều Mỹ. Đó, đó. Cái đó là anh Khương Phong. Anh Khương tặng chứ em không dám nhận chứ bên Mỹ. Bây giờ chị chốt cái gì cho bé Ngân không? Cho nó vui không chị? Ngày mai bé Ngân về quê rồi. Trời, chị Mai bán hàng cà phê đi. À, bịch cà phê, bịch cà phê. Em có hai loại cà phê chị ạ, à. Cà phê nguyên chất với là một cà phê truyền thống. Chị có uống được cà phê nguyên chất không? Chị đâu biết đâu, em lấy cái nào ngon, người ta mua nhiều loại lấy loại đó. Chị đâu có biết. Tại vì cái mỗi loại nó mỗi thuộc mỗi gu vậy không. Nếu mà vậy chắc là chị chưa uống cà phê nguyên chất 100% được đâu. Vậy em lấy cho chị loại truyền thống nha. Dạ. Cái gì? Ý là nó nói là chị là gu nhẹ, chưa có phải là người chuyên uống cà phê á. Nó ở bên Việt Nam người ta uống nhiều, với chị đâu có uống đâu chị biết. Dạ, bên đó mình uống chuyên nghiệp thôi. Bên đó mình uống sữa với uống bia đúng không chị? Bên đó em nghe nói là vậy hả? Chị uống sữa. Uống sữa. Dạ vậy thôi rồi. Vậy hả? Em cũng thích uống sữa. Em cũng muốn được sang đó uống sữa. Đó cái gì? Được sang uống sữa với chị Lan. Tấm bi lựa cho chị chơi táo ngon. Rồi lựa chị chơi táo lựa luôn đi cho chị coi luôn nè. À ngày mai ở nhà. À quên ở nhà. Chị gửi qua bên ấy đúng không? Lát nữa chị sẽ nhắn tin táo với lại Yến là chị gửi cho mẹ chị hả chị? Đúng rồi, với táo luôn. À táo với Yến là chị gửi cho mẹ của chị ở Việt Nam. Còn cây mai là chị gửi cho chùa ở Đồng Nai. Còn hoa giấy là chị gửi cho bạn chị ở đâu chị? Dạ ở quận 2 ạ, nhà Nấm Bi ạ. Bà chị của chị ở Tân Gia nhà. Dạ vậy lát chị nhắn cho em mấy địa chỉ luôn, quá trời. Đúng là Việt Kiều Mỹ tặng một phát là. Ở chùa đi. À ủa vậy hả? Vậy là em cứ rớp hết hàng ở chùa đi, chị kêu mẹ em chị nó lấy. Vậy đó hả? Có tiện không? Đó, à vậy hả chị? Dạ. Vậy thì tiện quá chị ơi. Không, tại vì chiếc xe của nó 7 chỗ, chị sợ nó không có chở được hoa giấy. Nếu vậy em chở lại nhà bà chị có hoa giấy luôn được không? Dạ được. Ủa mà chị ở bên chị mà chị chuyển về đây, chuyển tiền về đây là chị chuyển bằng tài khoản ấy hả chị? Tài khoản tiền đô hả chị? Đúng rồi, người ta đem tới chỗ cho mình á. Đem tới chỗ cho mình. Ủa nếu mà vậy mình nhận được liền không ta? Dạ không, tiền sang đô. Tuần á. Nhận. À sang tuần hả? Không cũng nhận được tiền nhưng mà kiểu đông sáng nhiều mai. Quá. Sáng mai. Sáng thứ 7 là em nhận được liền á. À, hôm nay là thứ 6 là ngày mai á, là sáng mai thì em nhận được. Dạ. Vậy rồi, vậy để em vô em soạn đơn cho chị nha. Vô em soạn đơn đi xong chị nhắn cho em địa chỉ đi, xong rồi để sắp xếp chứ để không cũng trễ rồi. Ha. Em cảm ơn chị Ngân nhiều nha. Cái này không có cái camera trước được ta. Đó, anh quay đi. Cảm ơn chị Ngân nhiều lắm nha. Bye bye dạ, chị Ngân. Cảm ơn chị Ngân. Dạ, chúc chị vui vẻ, chúc chị sức khỏe nha. Mọi điều may mắn năm mới nha chị. Hẹn chị ngày nào đó uống sữa. Trời biết khi nào mà mới về Việt Nam được chị ha. Biết khi nào mà về Việt Nam được. Dạ. Dạ. Dạ em chào chị nha. Dạ em chào chị. Chúc chị sức khỏe. Dạ, dạ. Em chào chị. Chị đang nằm trên giường ngủ. Ồ. Để quay camera xong quá.
Vậy hả? Dạ. Trời ơi, tụi em cũng có đẹp gì đâu, đứa nào cũng bơ phờ mấy hôm nay hết rồi. Chị em mà có gì đâu. Dạ. Dạ, khi nào mà đẹp đẹp rồi quay camera cho tụi em coi ý nha. Dạ. Rồi, em chào chị nha, lát bye chị bye. Em mình nhắn tin. Dạ, bye bye chị. Dạ dạ, em chào chị. Đâu để nói anh Phương coi. Ủa anh Phương đang quay. Phương đang quay. Anh Phương đang like. Dạ thôi, xin chào ông bà cô chú anh chị nha. Coi như là hôm nay em chốt đơn thành công, may quá. Từ sáng tới giờ là ở công ty dựng cũng lo lắng cho mọi người quá. Bây giờ về đây chốt được đơn nữa em rất là vui ạ. À. Vậy là coi như là lát nữa mình sẽ được lì xì nha. Dạ, mai ạ. Dạ lát nữa mình sẽ được thầy Khương Dừa lì xì nha ông bà cô chú anh chị. Hồi nãy là em đã giao kèo trước rồi. Nãy giờ em hả tư vấn rất là nhiệt tình là chốt được đơn rồi. Mấy đơn rồi? Đơn thì đó, quá trời luôn. Hiện bao nhiêu đơn? Rồi thì hoa mai, rồi hoa giấy, rồi yến, rồi gì đó. Rồi của nấm bi, rồi cho cà phê bé Ngân nữa. Ồ, đỏ chưa? Ngon, dạ, ngon. Dạ. Đổi lại thì nấm, đổi lại thì bé Ngân, bé Mai sẽ được quay clip này. Trên kênh của Phương, kênh Mai Mami. Anh vừa nói với em. Ủa, anh cứ đổi lại hoài luôn á, thì riết rồi. Cái gì? Anh gì anh cũng đổi lại ngoài. Anh cứ đòi bán không biết lời nhưng mà anh đòi trả mặt bằng nữa kìa. Để kêu em trả tiền mặt bằng nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Chưa nè, có bao lì xì nè, lại đây nè, đứa ngắt bao lì xì. Cảm ơn bà cô chú rất nhiều đã ủng hộ cho anh Hương Dừa và xóm trọ của anh Khương. Hôm nay là em vui hơn nhiều rồi, không còn buồn như hôm ngày thứ tư bán hàng nữa. Hẹn gặp mọi người, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở clip sau ạ. À. Bye bye.